Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Group Hanga. Hôm nay sẽ lồng tiếng bộ truyện mang tên Giả Thượng Chủ tịch Tổng Tài, chap 19. Các bạn cùng nghe nhé. Sao không nói gì vậy? Hử? Đại đã, cái giọng này không phải là... cái tên biến thái đó. Anh, sao anh biết số điện thoại của tôi? Chỉ cần tôi muốn biết thì không gì là không thể. Nghe kỹ đây, là người phụ nữ bên cạnh tôi, có những điều em phải nhớ. Đầu tiên, không được tắt máy, tôi gọi thì phải nghe máy. Tôi muốn em nói chuyện thì phải nói chuyện. Còn nữa, ba la ba la, em hiểu chưa? Hiểu rồi, anh vừa lòng chưa? Dám ngắt máy tôi, được lắm. Xem ra con nhím nhỏ này xù lông rồi. Xem ra còn thú vị hơn trong tưởng tượng. Ngày thứ hai. Ha 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 ha, hôm nay có thể hẹn hò với anh Bạch Minh rồi. Thiên ái, hôm nay bị gì thế? Không biết, nó đã cười ngốc nghếch nguyên ngày rồi. Thiên ái, anh Bạch Minh, sao anh lại tới đây? Không phải nói gặp ở trước cửa rạp chiếu phim sao? Có chút chuyện đi qua đây nên vào đón em luôn. Ồ, chẳng trách hôm nay yêu đời thế, thì ra là hẹn hò. Bạn trai cũng đến rồi, cậu đi trước đi. Đúng đó, để tụi mình trong tiệm cho. Được không vậy? Được chứ, đi đi. Vậy anh Bạch Minh đợi em xíu nhé. Ừ. Phòng thay đồ. Anh Bạch Minh, chúng ta đi thôi. Ừ. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Group Manga. Hôm nay sẽ lồng tiếng bộ truyện mang tên Giả Thượng Chủ tịch Tổng Tài, chap 20. Các bạn cùng nghe nhé. Bộ phim này thật thú vị. Không hổ là phim bom tấn, đậu xong cũng rất đẹp trai. A à, Thiên ái, cẩn thận. Vô cùng xin lỗi. Không sao. Thiên ái, em có sao không? Thiên ái. Thiên ái. A à, anh không cố ý. Không, ý của em không phải như vậy. Anh Bạch Minh, cảm ơn anh. Không, không cần cảm ơn. Thiên ái, muộn thế này rồi thì để anh đưa em về. Vâng. Được lắm, là nữ nhân của mình thế mà lại không thèm nghe điện thoại của mình. Đã thế lại còn hẹn hò với nam nhân khác. Từ trước tới giờ chưa có cô gái nào dám làm như vậy với mình. Nhưng mà cũng chính vì như thế, cho nên con nhím con này mới làm cho mình cảm thấy thú vị như vậy. Anh Bạch Minh, cảm ơn anh đã mời em xem phim. Làm sao em sẽ mời anh nhé. Không cần, lần này coi như là ăn mừng anh thăng chức. Thật không? Thế thì chúc mừng anh. Nhưng mà lần sau vẫn cứ để em mời. Thiên ái, Thiên ái, xin hãy tin tưởng anh. Sẽ có ngày anh trở nên thành đạt. Sau đó làm sao? Ái chà, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Là anh ta. Tại sao anh ta lại ở đây? Trùng hợp thật đấy. Em thấy anh nói đúng không? Thiên ái,